Chào các bác nhé. Hôm nay em lại tiếp tục quay ruột máy một con dề vốc. Dề vốc là A77 4 trách MK4. Con này là con dề vốc A77 MK4 bản 4 trách nha mấy. Các bác ngắm ruột máy ạ. Xem có đẹp không? Con này thì gần như là chưa sử dụng. Các bác nhìn ngay cả cái này gần như chưa sử dụng. Đây là mặt trước đầu từ đấy. Em quay chậm, quay kỹ cho các bác nhìn. Quá mới luôn ạ. Con này là bản chữ vàng này các bác nhé. Con này là dề vốc bản chữ vàng. Rồi em chụp ảnh em đang cụ thể. Con bản chữ vàng này cũng không có nhiều đâu các bạn. Để sản xuất ra tháng 8 năm 75 này các bác nhé. Máy như không có một tí bụi nào. Em quay gần cho các bác nhìn. Và zin tuyệt đối nha các bác nhé. Zin tuyệt đối. Chưa đụng chạm một cái gì. Đây là cái bảng mạch. Cái vỉ mạch. Nhìn cái rô le vẫn còn như mới tinh. Mới chưa? Con này là bản chữ vàng các bác nhé. Đây là cái vỏ gỗ, vỏ gỗ zin cực đẹp. Phần vỏ bác nào muốn sở hữu thì vui lòng gọi cho em số điện thoại Nguyên Khôi Audio 0982 922 168 các bác nhé. Hoặc các bác liên hệ và kết bạn vào Zalo cũng theo số điện thoại trên. Chào các bác nhé.